Skoda T56 là một xe tăng hạng nặng của Tiệp Khắc, nổi bật với bộ giáp nhìn vô cùng tốt trong hàng ngũ cấp 8 hiện nay. Tuy nhiên, nó cũng để lại nhiều ấn tượng không tốt với đại đa số người chơi. Lý do nằm ở việc thời gian ngắm bắn lâu và độ chính xác vô cùng kém của nó. Điểm nổi bật duy nhất là hệ thống băng đạn 2 viên cũng bị loại bỏ đi nhằm để cân bằng game. Điều này khiến cho trải nghiệm chơi bị giảm hẳn đi. Vậy liệu các điểm mạnh khác cùng với việc sử dụng các thiết bị hợp lý có thể giúp nó quay trở lại chiến trường Blitz? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn trong video ngày hôm nay nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về bộ giáp của nó. Phần thân trước được bảo vệ bằng một phiến giáp dày 130mm, đặt ở góc nghiêng 62 độ. Độ dày hiệu quả giáp rơi vào khoảng 270mm đến 290mm, đủ sức chặn đứng sát thương từ hầu hết các xe tăng hạng nặng và pháo chống tăng cùng cấp. Tận dụng hạ nòng 8 độ của nó để hun đao, thậm chí có thể giúp cho độ dày giáp nơi đấy lên tới hơn 390mm. Việc xuyên thủng cũng vì thế mà trở nên bất khả thi, nhưng anh em cũng đừng quá chủ quan, mà hãy đề phòng đấy, bởi vì khi bị đối phương áp sát hoặc tấn công từ góc cao hơn, hiệu quả của giáp sẽ giảm mạnh đi. Độ dày tương đối chỉ còn khoảng 220mm thôi, hoàn toàn có thể bị xuyên thủng bởi đạn vàng của các xe tăng cùng cấp rồi. Phần gầm xe cũng là một điểm yếu khá dễ thấy, với độ dày chỉ 140mm, hoàn toàn có thể bị xuyên bởi những xe tăng cấp thấp hơn. Tận dụng địa hình và vật cản xung quanh để bảo vệ tốt vị trí này đấy. Oh no! Còn không thì ông lái xe xác định nhập viện lâu dài. Về phần giáp hông của Skoda T56, thoạt nhìn qua thì nó được thiết kế khá tốt. Việc vắt nghiêng ở nửa trên như những chiếc tăng Liên Xô, tưởng chừng như sẽ giúp cho việc side scraping phòng thủ được tốt hơn. Nhưng thật ra, thì thiết kế này lại chứa một lỗi sai. Đấy là nếu bị đối phương bắn vào đây, đạn sẽ nảy xuống phần giáp phẳng bên dưới bánh xe, vốn chỉ dày 70mm mà thôi. Nó cũng không hề được trang bị giáp rỗng như các tăng hạng nặng Liên Xô, và một số xe tăng Trung Quốc cùng cấp đâu. Cho nên hãy cẩn thận với điểm yếu này nhé. Đã có không ít người chơi sử dụng lối chơi side scraping với Skoda T56, để rồi đạn dính đầy vào phần hông này. Tháp pháo cũng là một điểm đáng chú ý, với thiết kế giáp chính tựa như những xe tăng hạng nặng IS của Liên Xô. Điều này không những giúp làm tăng khả năng nảy đạn của nó, mà còn cho độ dày hiệu quả giáp lên tới 280mm. Một điểm cộng khác là phiến che súng chiếm phần lớn diện tích, với độ dày lên tới 310mm. Đạn vàng của đối phương bắn vào đây, phần lớn sẽ bị chặn ngay. Kèm theo đó là hai phiến giáp rỗng dày 50mm, ngoài việc giảm hiệu quả của đạn vàng hít ra còn giúp tăng mạnh hiệu quả giáp khi hun đao. Cơ mà trước đó, anh em cần phải lưu ý những điểm yếu sau đây. Điểm yếu đầu tiên là nắp quan sát chỉ huy nằm ở phía bên trái. Không những có kích thước lớn, mà độ dày cũng chỉ khoảng 145mm, hoàn toàn có thể bị xuyên bởi đạn thường từ những xe tăng cấp thấp hơn. Điểm yếu thứ hai là phần khe hở giữa phiến che súng và giáp rỗng. Dù có kích thước tương đối bé, nhưng độ dày giáp ở đây chỉ khoảng 225mm. Một số xe tăng có độ xuyên giáp và chính xác cao, như những xe tăng Anh hoàn toàn có thể tận dụng điểm yếu này. Một điểm yếu mà ít người chơi biết khác là nóc tháp pháo với độ dày chỉ 40mm. Dù có tỷ lệ nảy đạn vô cùng tốt, nhưng nếu chúng ta áp dụng công thức cỡ nòng gấp 3, thì đạn của nòng 120mm trở lên hoàn toàn có thể xuyên vào đây. Điều này khiến Skoda T56 gặp bất lợi khi đối mặt với các xe tăng cỡ nòng lớn, đặc biệt là các xe tăng Liên Xô và pháo chống tăng. Việc hun đao cũng không thể đảm bảo an toàn 100%, ảnh hưởng đáng kể tới lối chơi của chiếc xe này. Một giải pháp mà mình có, chính là sử dụng thiết bị giáp hợp kim mới nhằm tăng độ dày của phần giáp nơi này lên. Khi đó, đạn 122mm của Liên Xô sẽ không thể xuyên. Nhưng vẫn nên đề phòng trước các tăng Đức sử dụng nòng 128mm và các pháo chống tăng luôn trực chờ nhé. Về hỏa lực, Skoda T56 được trang bị khẩu pháo 130mm với sát thương mỗi phát 451, con số khá cao. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của nó là độ chính xác vô cùng kém và thời gian ngắm bắn lâu. Điều này khiến cho việc gây sát thương trở nên khó khăn, và việc bắn hụt cũng thường xuyên xảy ra. Vận tốc đạn bay chậm càng khiến cho tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Khả năng xuyên phá giá cũng không thật sự nổi bật lắm, với đạn chính AP chỉ đạt độ xuyên khoảng 215mm, đạn vàng hít cũng chỉ ở mức vừa đủ dùng thôi, đạt khoảng 268mm. Một điều khiến mình cảm thấy khó hiểu khác, chính là thời gian nạp đạn lên tới 15.4 giây. Lượng sát thương mỗi phút thậm chí còn kém hơn cả những xe tăng hạng nặng cấp 7 cơ. Nói chung thì chỉ phù hợp với lối chơi thục thỏ, chờ thời cơ để xả đạn thôi. Còn về việc phòng thủ giữ lai, thì nó khó mà đáp ứng được bất kỳ tiêu chí nào của xe tăng hạng nặng tuyến trên. Khả năng cơ động của Skoda T56 ở mức khá, với tốc độ tối đa khoảng 35 km/h.
Điều mà mình cảm thấy lạ ở đây là gia tốc và khả năng di chuyển trên địa hình xấu, lồi lõm của nó lại tốt hơn khi di chuyển trên địa hình bằng phẳng cơ. Một điểm đáng chú ý khác là nó có thể trang bị đồ dự phòng dầu hộp số để tăng tốc độ tối đa. Việc tiến công lẫn rút lui có thể diễn ra một cách an toàn hơn, cũng như cải thiện đáng kể khả năng di chuyển của chiếc xe này. Tốc độ xoay thân và tháp pháo ở mức ổn định, không quá chậm nhưng cũng không quá nhanh. Tuy nhiên, hãy cảnh giác với những kẻ địch có ý định áp sát tấn công, bởi chúng có thể đẩy anh em vào những tình huống bất lợi. Do đó, hãy sử dụng độ cơ động của xe để tìm một vị trí phù hợp với mình nhé. Để chơi Skoda T56 hiệu quả nhất, hãy sử dụng nó như một chiếc xe tăng hạng nặng tuyến trên. Sử dụng bộ giáp cứng cáp để phòng thủ trước hỏa lực đối phương, đồng thời tìm kiếm cơ hội để tấn công chúng bằng khẩu pháo của mình. Cần lưu ý là sát thương mỗi phút vẫn ở mức rất thấp, cùng với đó là độ chính xác kém và thời gian ngắm bắn lâu. Hạn chế gạ đối phương solo, cũng như sử dụng kỹ thuật side scraping nếu như không muốn chúng nó đấm mình vêu mồm nhé. Thay vào đấy, hãy liên tục nhấp nhả tại chỗ trong lúc chờ nạp đạn, khiến cho địch khó ngắm bắn vào điểm yếu hơn. Việc sử dụng các đồ dự phòng hợp lý cũng sẽ giúp tăng khả năng sống sót của xe. Nói chung là tùy vào cách mà anh em chơi rồi.